Ngày thứ bảy 21 tháng 5, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành huy chương vàng với tỷ số 1-0. Ngày chủ nhật 22 tháng 5, thì đội tuyển bóng đá Việt Nam tiếp tục giành huy chương vàng với chiến thắng tương tự. Và cùng với đó, vâng, tôi xin phép anh Cát Lượng để nói lại ngày 14 tháng 2, ngày đầu năm Nhâm Ngọ, năm Hổ, chúng ta bùng nổ và Nhâm Mạnh Dũng đã lại tiếp nối một năm rất thành công của bóng đá Việt Nam. Sau chiến công mà chúng ta thắng được ở Trung Quốc, chiến thắng đầu tiên và duy nhất ở vòng loại World Cup châu Á, chúng ta đã có chiến công của bóng đá nữ giành quyền dự World Cup và sau đó đội tuyển nữ bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games. Và đến giờ thầy Park đang ôm từ người một để cảm ơn vì họ đã chiến đấu như những chiến binh. Bây giờ mời góc sân một khoảng trời để những hình đang thuộc về bóng đá. Ôi đây này, con nghịch đấy. Đẹp thế, hình ảnh này rất là đẹp này luôn. Đỏ rực rỡ. May mình đá đến giờ lại không mưa kìa. Trận chiều nay là bị mưa. Trận tranh vàng này lại không bị hạt mưa nào. Quá tuyệt vời luôn. Hôm qua thì nữ được, này nam được, không còn gì đẹp hơn như thế. Khi mà đội tuyển Việt Nam cũng có được kết quả thắng chung cuộc trước đội tuyển Thái Lan tại sân này. Ta đang được sống trong bầu không khí lễ hội ở trong đội quốc gia Mỹ Đình với thời khắc mà những chàng trai áo đỏ đã đánh bại hoàn toàn Man U. Ông Putin như bao trận đấu khác, ông lại mặc chiếc áo đen để hy vọng rằng đội bóng của mình vẫn có mặt đỏ. Nhưng ngày hôm nay, tất cả màu đỏ đã thuộc về chúng tôi rồi. Và dù đội bóng các bạn mặc chiếc áo màu vàng, thì đó cũng chỉ là màu vàng trên trang phục thôi, và tấm chiếc vàng đã thuộc về chúng tôi, U23 Việt Nam. Xin được cảm ơn các cầu thủ hai bên đã cống hiến một trận chung kết bóng đá nam đáng nhớ, một trận đấu cực kỳ chất lượng và khẳng định cho chất lượng của SEA Games.